Rồi, ok, hi, xin chào anh em và chào mừng quay trở lại với channel của mình. Thì là mình Tâm đây. Đấy, như tiêu đề của video hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách update Vinpearl Mobile Trung Quốc cho iOS nhé. Đây, cho anh em xem khoảng ngày giờ đã. Hôm nay là đâu nhá? Đây, ngày 7 tháng 9 nhá. Đây là mức 11 giờ trưa anh em ạ, 11 rưỡi trưa. Đấy, anh em dán cho tôi cái link này. Thôi rồi anh em bấm một phần xanh xanh này nhá, chọn cài đặt. Ok, thì ở dưới về phần mô tả phần bình luận tôi để link này và link của Android nữa. Thì tại tôi không có máy Android nên tôi không làm được, nhưng mà Android thì anh em cứ làm tương tự như của iOS này, anh em vẫn bấm vào link tải và tải đè lên như bình thường thôi. Đây, bây giờ anh em ngồi đợi thôi. Nghe nói là phiên bản này là có cực kỳ nhiều skin đấy. Rồi, hẹn anh em mà lúc mà tôi tải xong nhá, anh em cứ ngồi đợi đi. Và này, video này tôi để cho dài nên nó không có tua đâu. Rồi, ok, bây giờ cũng đã tải xong rồi, tầm khoảng mất có 2 phút anh em ạ, chưa đến 2 phút đâu. Bây giờ thì anh em tiến hành, đây cho anh em xem lại ngày giờ, tiến hành vào game đăng nhập như bình thường thôi. Đấy, có quả logo mà. Anh em nào còn muốn vào group thì anh em có thể gọi là tham gia vào group mà đi cùng Trung Quốc hỏi đáp, link mình có để phía phần mô tả nhá. Đây, hiện tại thì mình có để ảnh ở trên màn hình này. Ok, bây giờ thì vào game thôi anh em. Rồi, đây thì anh em bấm đăng nhập như bình thường thôi. Ui, nó vẫn xoay lâu lâu. Rồi, cuối cùng vào là game rồi. Đây thì mình sẽ cho anh em xem. Ủa, nó có cái gì? Cái sự kiện này. Nhận được tướng mới anh em ạ. Rồi, nhận được luôn tướng mới. Rồi, thì những cái sự kiện này chắc là vẫn sẽ giữ nguyên đây. Cả điểm danh tháng nó vẫn sẽ giữ nguyên nhá. Và bây giờ chính truyền mục chính chính là vào phần vòng. Ờ, chưa tải tự nhiên anh em ạ. Chưa tải tài nguyên. Cái này thì chắc là vẫn sẽ bắt anh em tải tài nguyên đấy. Ok, đoạn này anh em chịu khó, nếu mà được thì anh em sẽ xem qua đoạn này, không thì anh em về tua nhá. Ở đây thì tôi cũng sẽ đẩy như này mà không tua nhanh đâu.
Rồi, chắc là tải đây chắc cũng đủ rồi. Thì tôi vào lại đây. Đá quý ai? Ui, đá quý mới em ạ, đá quý 3.0 đúng không? Đây, trên là đá quý 3.0. Ui, có Victor, Floor với cả Zil. Đây, mua đá quý, mua vòng phải. À đây, mua. À, mỗi ngày vẫn chưa mua 3 vé như kiểu vé về đá quý cũ. Mình nhìn cái loại hình này tôi thấy giống vé về Tết ấy. Đây, còn đây là vé về cũ nó vẫn giữ cho anh em nhá. Anh em có thể vào đây quay như bình thường. Còn đây là vòng quay mới. Rồi thì chắc là cái quay vòng quay mới thì tôi sẽ để sang clip khác đi. Quay chứ clip này cập nhật thôi chứ lại còn thêm quả quay nữa thì lâu quá. Rồi thì chắc là clip quay thì mình sẽ đăng trong tầm khoảng mai ha. Mai tôi đăng. Đấy thì nó cũng có thế này thôi. Được cái đặc biệt là có thêm vòng quay mới rồi. Có floor tinh hệ với cả Victor, Susano, với cả Zil. Thì nên là anh em cực kỳ thích đúng không? Đấy. Còn mấy cái phần dưới này nó vẫn sẽ giữ nguyên này. Đấy. Đấy. Đây thư này. Thư cái gì đây? Adu nhận được 1500 bị 30 vé quay mới với cả 30 vé quay cũ. Ngoài thế là có clip quay cho anh em rồi đấy. Ok nhá, bây giờ vào lại cho anh em xem này. Đấy. Trời ơi, 30 vé luôn. 3 vé tôi mới mua nữa là 33 vé. Rồi, bây giờ vào avatar xem nào. Tải nhanh thế nào. Rồi chắc là được rồi. Ừ. Sao chuyện avatar vẫn thế, nó không thay đổi gì. Ô, có chuyện phần trái tim gì đây. Tải mô hình đi. Rồi thì chắc là clip tôi sẽ chặn dừng ở chơi thôi. Chúc anh em thành công nhá. Bye bye. Và hẹn gặp lại những người clip sắp tới của mình. Bye bye. À, link thì tôi nhớ là link tải cho iOS và Android. Tôi đều để phần bình luận nhá. Ok, bye bye. On the other side.